Thưa quý vị, tai nạn giao thông do sự va chạm của các phương tiện dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đã không còn quá xa lạ. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những tai nạn hết sức khí hữu do chính người điều khiển phương tiện tự gây ra và một mình lãnh hậu quả. Trường hợp tai nạn giao thông khiến một người tử vong ở khu vực Bến Đò của xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau đây là một ví dụ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 13 tháng 4, một người dân đi đến bến phà Tam Tòa, xã Nghĩa Trung thì bất ngờ phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ Toyota Land Cruiser mang biển kiểm soát Hà Nội nằm dưới sông. Người dân này liền báo sự việc đến chính quyền địa phương. Sau khi trục vớt chiếc ô tô lên, lực lượng chức năng phát hiện trên ghế lái có một người đàn ông đã tử vong. Qua giấy tờ tùy thân thể hiện, nạn nhân là ông Nguyễn Quang Đê, sinh năm 1978, quê ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 20 trên 49 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Hà Nội. Xe ô tô 7 chỗ gặp nạn hiệu Land Cruiser, mang biển kiểm soát 29A901XX. Qua trích xuất camera khu vực cho thấy, khoảng 1 giờ ngày 13 tháng 4, bến phà Tam Tòa đã ngừng hoạt động thì chiếc ô tô 7 chỗ bỗng đi tới lao xuống sông. Theo nhận định, có thể do trời tối, mưa và không thuộc đường nên khi tới đây, anh Đê đã không thể điều khiển ô tô đi đúng hướng mà lao xuống nước. Ông Tống Xuân Trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng cho hay, thời điểm gặp nạn, bến phà không hoạt động cho đến lúc sáng sớm nước sông cạn nên lộ ra chiếc xe thì người dân mới phát hiện. Cơ quan chức năng đã trục vớt xe để đưa về trụ sở công an huyện Nghĩa Hưng, còn tài xế đã tử vong được đưa về bệnh viện để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, ông Trúc thông tin thêm qua kiểm tra, trong xe chỉ có một người, bên trong còn có một chiếc điện thoại iPhone 14 và căn cước công dân mang tên ông Đề. Cơ quan chức năng đã mở điện thoại và liên lạc một số người trong cuộc gọi gần nhất của nạn nhân để báo tin. Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng cũng đã khoanh vùng, tạm dừng hoạt động của bến phà để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tai nạn trên cũng là lời cảnh báo dành cho các chủ phương tiện khi di chuyển gần bờ sông trong quá trình chờ đò không nên dừng xe quá gần mép sông đặc biệt trong đêm tối cần cẩn trọng quan sát địa hình xung quanh tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc